Tình hình là trời đã tối rồi và nhân dịp trời tối thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn một cái liên khê mới. Liên khê nó sẽ có dạng như này. Đó, nhìn rất là đơn giản. Đó, thì cái liên khê này nó sẽ bắt đầu bằng Inversionic. Inversionic là cái chiếc như thế này. Mình sẽ để cái tên chiếc ở dưới cái phần mô tả clip. Bạn nào thích thì có thể đi tìm những cái hướng dẫn chi tiết hơn. Còn đây mình chỉ nói sơ thôi. Tức là Sonic bình thường các bạn sẽ Sonic như thế này. Tức là đi ở ngoài cái bàn tay. Còn cái Inversionic sẽ đi ở trong. Đó thì nhưng mà cái inversionic này nó không có giống như cái inversionic bình thường. Nó sẽ đi từ tuốt ở dưới lên luôn. Đó, thay vì nó đi từ cái khe này lên cái khe trên thì nó sẽ đi từ tuốt ở dưới lên tuốt ở trên luôn. Và ở đây mình chỉ sử dụng một nửa thôi, tức là mình sẽ cắt đôi nó ra mình dùng tới đây thôi. Nó không có cho nó đi hết cái hành trình tới đây. Sau đó các bạn sẽ móc cua, đó dùng hai ngón này móc cua và thọt vô luôn lỗ như này, đó. Thọt vô như này dùng hai ngón ngón út và ngón trỏ để mà kẹp cái bút giữ cố định nó lại và lấy cái ngón giữa và cái ngón áp bút để mà móc cua đó, móc cua như thế này và sau đó các bạn hất lên trên và chúng ta đã xong cái liên khê. Mình sẽ làm chậm cho bạn xem đó, thọt vô lỗ và hất lên như này đó, hất lên và chúng ta đã xong cái liên khê. Mình sẽ ghép combo thử cho bạn xem đó, sau đó bạn quay quay một cái gì đó và chúng ta sẽ kết thúc combo. Ok. Đó, nếu mà thấy hay thì các bạn có thể like ủng hộ mình sẽ ra thêm nhiều cái liên khay mới với các bạn nữa.